Vào năm 2021, khi hoạt động mua phấn bán hoa được hợp thức hóa với sự bảo kê của các băng đảng tại khu cao lầu, núp bóng các cơ sở tài chính, các con phố đèn đỏ được hình thành và phát triển khắp cao lầu. Tại đây, có một tụ điểm tấp nập người mua phấn kẻ bán hoa có tên là phố Hoa Kiều, do báo Mama điều hành. Những cô gái có hoàn cảnh và lý do khác nhau quy tụ về đây làm việc. Giữa môi trường đầy phức tạp và ngổn ngang, liệu các cô gái có tìm được bản ngã của cuộc đời mình hay trượt dài trên con đường tăm tối, không còn là chính mình? Ai đây? Dạ, nó tên Phương. Nó là em họ của con ở dưới quê á Mama. Hôm nay con đưa nó lên đây để ra mắt Mama. Sẵn xin làm ở chỗ mình luôn. Rồi sao chọn nghề này? Dạ, tại con nghèo á. Con muốn có cuộc sống khá giả hơn. Ngộ ha. Đứa nào lần đầu vô đây phỏng vấn nói con câu một. Mà nè, nếu mà chưa tới nỗi thiếu ăn á thì suy nghĩ cho kỹ đi. Tại vì nghề này không phải đơn giản nói làm là làm, mà tới khi muốn dừng lại á thì cũng không có dừng lại được. Dạ, con quyết định rồi. Xin Mama giúp con. Nếu đã quyết định rồi thì tốt. Vậy mai mày dẫn nó đi dọn phèn lại chút xíu đi. Dạ. Nhìn cũng được, còn phèn quá à. Tới cùng chị. Sao rồi? Hả? Thằng phát chó sống con. Bà mẹ nó nghĩ con quen biết nó. Tính hoài chơi gái không cho tiền. Vố bập tay. Rồi ngày nào mày cũng quýnh khách vậy hết trơn hả? Chứ bây giờ nó qua chỗ con, cứ nên mượn tên con hoài sao được má. Đây chỗ làm ăn mà, bớt bớt lại đi. Dạ biết rồi. Nè, mai mày dẫn nó đi chụp bộ hình rồi gửi cho khách. Hàng mới đó. Dạ, con cảm ơn má. Vậy con xin phép về nha. Anh để quán đi anh về. Thôi khỏi, tôi tự về được. Nó nói đúng đó. Để nó trở về đi cho lẹ lẹ, còn qua đây thay đồ tiếp khách nữa. Đó, thấy chưa? Dạ. Đây, tên gì vậy? Thương bao đêm ánh trăng giờ đã tàn phai, trách ta sao vô dụng quá, quyết rời xa quê nhà. Lạc chân giữa những ngã rẽ của cuộc đời, vấp ngã khi những cám dỗ gọi mời, những nỗi vui bao ngày ngôi của một thời đâu còn. Buông xuôi lao mãi theo chẳng tìm thấy lối ra. Lạc chân giữa những ngã rẽ của cuộc đời, vấp ngã khi những cám dỗ gọi mời, những nỗi vui ngây ngô của một thời đâu còn nữa. Chìm sâu dưới đây góc tối, mang vết nhơ theo chân con thưa thăm chẳng thể buông xuôi lao mãi theo chẳng tìm thấy lối ra. Giống như con thiêu thân chẳng thể buông xuôi lao mãi theo chẳng tìm thấy lối ra. Chị này ở chung với mình nè. Ai đây? À, bé này là Phương, em hỏi dưới quê. Mà nhìn hơi phèn ha. Thôi, qua đây, chị dạy cho một khóa Amazing Good Body liền. Trời ơi, đừng có chọc con bé, nó nhát lắm đó. Nhỏ này nè, tên Trang, nó bạo lắm á, không biết gì thì hỏi nó. Quá khen,
Đây, còn cái bà này, tên Thư. Thấy lầm lầm lì lì vậy thôi, chứ tốt tính à. Đây là cái giường của em cứ lên đó nghỉ ngơi đi. Chứ sáng giờ đi từ quê lên chắc cũng mệt đúng không? Em muốn đi xe hơi, muốn sống xa hoa, muốn ở nhà lầu. Đêm đêm đi xuống phố ăn chơi, em sống theo kiểu nhà giàu. Để còn lại mình anh câu yêu thương chất phát mối tình đầu. Rồi buông đôi tay, em lạc đi giữa dòng đời. Ở cuối thanh xuân đôi mươi, em vẫn dịu dàng hoa rất tươi. Nhưng chắc em không nghĩ đến một ngày. Ủa Phương, ngày nay mày tính làm gì? Em tính làm gì? Mày tính ăn bám tụi tao hả? Tao làm gái, chứ không có nhu cầu người gái đâu. Phải, ý em á là làm giống nghề của mấy chị luôn. Làm gái á là phải học chị. Chị là cô giáo, chuyên dạy môn thứ ba đó. Học nó chỉ có ngày mùa xanh cỏ thôi. Đi làm thứ ba rồi á, làm gái mà đi bô bô, sợ tao không biết hay gì. Mày nói gì á? Nói lại coi. Tao nói đó, sao? Thưa tổ nghề, con trinh trong trẻo. Tại sao hằng ngày con đều cúng kiến này nọ, ngày nào có cúng bày đồ cúng tùm lum tùm la, mà sao con chưa có xu nào hết trơn? Mà tổ có biết không, cái đau khổ nhất của người làm gái là gì? Là gái mà không được làm gái. Trời ơi! Nè! Tao nhớ là tao nhận mày vô đây để làm lao công mà. Giờ mày muốn lên đào chính luôn hả? Bởi con nói mama rồi. Mama cổ hủ lắm. Ở cái phố Hoa Kiều này nha, có con làm đào chính là bảo đảm khách nườm nượp trơn á. Nườm nượp hay không thì tao không biết. Mà hổm rày khách ế lắm đó. Rồi công việc tôi giao mày sao rồi? Mama yên tâm đi, ngoài việc con không được làm gái ra, còn mọi thứ mama giao con là ok. Chữ E kéo dài á. Đó, mày còn đúng một cái điểm này là sai được thôi. Alo, em nghe. Dạ, tối nay em rảnh. Dạ, chụp cụ nha. Quen cái ông đó luôn á hả? Ủa thì sao? Ông giàu mà. Nhưng mà không có nên dây dưa với khách ở ngoài vậy đâu. Lỡ có chuyện thì sao? Mày nhìn mặt tao nè, coi tao có sợ không? À, mới nhắc má lên thiệt. Trang đâu rồi? Chắc không nghe được. Mới thấy cái đi mà ta rốt nhanh thiệt chứ. Tụi mày thấy đâu? Chắc mày thấy đâu. Tao thấy ở đâu? Trời bớt. Đừng để cần chứng tính tụi người tầm chủ vậy rồi chết cho tao. Sao ba người mà ăn bốn tô vậy? Chắc lứa ăn hai tô. Má lên thiệt. Sao mày không lo kiếm tiền mày trả cho người ta đi? Nói dễ như mày. Đâu? Bữa nay thu tiền được nhiêu rồi? Đưa mama coi. Tiền? Tiền là gì có? Tiền đâu ra? Ủa sao mày nói mọi chuyện ok rồi? Thì con đi thu tiền con Trang á, nó lót cả tuần nay rồi. Mà nó hẹn con 2 ngày. Tiền bạc là phải rõ ràng, đúng không? Con dằn mặt nó, con chờ nó 10 ngày luôn. Mày ghê không? Trời ơi, ai xúi mày vậy? Mày cho nó tới 10 ngày luôn. Mày điên không con quỷ này? Ê, con trốn đi cưng. Ủa chị Trinh, chị tới nào vậy?
khỏi láo léo tao mày. Còn tiền bạc tao tính sao? Chị về nói với má, thư thả cho em vài ngày đấy. Mày nên nhớ nha, báo mama lại nghe chưa? Con, nó kêu món gì vậy? Không có ăn. Con kêu món gì? Cho con tô hủ tiếu, nhiều thịt ít hẹ, nhiều bánh canh, tí giấc chuông. Bố trên xưa mày kêu như thế thì bố ai làm được hả? Một tô hủ tiếu không? Ok. Ok. Nhưng mà tiền bạc bả tính sau. Ông nói được hai lần nghe chưa? Mày nói đi. Chị Thư Thả cho em 2 ngày đi. 2 ngày? 1 ngày? Mày có bị điên không hả Trang ơi là Trang? Trời ơi, 1 ngày là tiền đâu mà trả cho bả hả? Tao cho mày 10 ngày. Mày cho nó tới 10 ngày luôn. Bị điên không con quỷ này? Nhưng mà mama đừng có lo. Trời ơi, tiền của con Hằng á là con thu được nha. Hay gì thôi, không đơn giản, khó lắm. Ừ, thì ít ra cũng phải được vậy chứ. Đâu, được coi coi. Đứa gì? Tiền đâu mà đứa? Sao mày nói mày thu tiền con Hằng rồi? Thì con Trang á, nó không một đồng luôn mama. Không có tiền ăn uống. Mà không có ăn uống thì lấy sức đâu mà để làm trả cho má con mình chứ. Con lấy tiền của con Hằng á, con trả tiền ăn uống cho nó. Thì mày lóc từng nay rồi tiền đâu mà ăn uống. Nhìn mày đâu thấy chán nữa gì hết. Rồi hết á, nè, cầm đi. Về ăn uống đậm bổ vào, cho to to vào, khách nhìn ta mới thích mới đi. Cầm đi. Cầm. Nhưng mà con rõ ràng lắm nha. Mượn ra mượn, mà cho rồi ra cho. Tiền đó con cho nó, hỏi trả. Ừ, vậy con đã ăn uống gì chưa? Dạ chưa, mama giao việc cho con á, là con lo làm không mà. Con chưa ăn uống gì hết trơn á. Trời ơi, bởi vậy thương con tôi chỗ đó. Thôi, để mama lấy đồ cho con ăn nha. Ủa, đồ gì mama? Ngon không? Ngon chứ, tất nhiên rồi, thương con không hết mà. Quảng à, đem em nó vô trong, cho em nó ăn đi con. Trời ơi, mình được hưởng anh Quảng luôn, ngon vậy. Ôi, thời tới rồi, thời tới đã. Tới cùng chị. Nè. Hả? Từ ngày mai mày đi thu tiền luôn đi. Đừng có giao cho con điên nó nữa. Hả? Cho nó ăn nhiều chút. Chính con mẹ à mày. Chính ơi. Đừng mà. Tới cùng chị mày. Ây da. Ây da. Ây da. Muốn đi xe hơi, muốn sống xa hoa, muốn ở nhà lầu. Đêm đêm đi xuống phố ăn chơi, em sống theo kiểu nhà giàu. Đây còn lại mình anh câu yêu thương chất phát mối tình đầu. Rồi buông đôi tay, em lạc đi giữa dòng đời. Ở cuối thanh xuân đôi mươi, em vẫn dịu dàng hoa rất tươi. Nhưng chắc em không nghĩ đến một ngày cánh hoa tan lúc tay khi em tỉnh giấc. Mở đi vết son còn vườn trên môi em của tôi. Khi xưa anh vẫn đã yêu như thế, anh như một người đã ước thề. Anh vẫn sẽ chờ đợi em, cầu mong sẽ quay về. Hãy cố mà nhận ra anh yêu thật lòng hơn tất cả, vì anh luôn xa thứ tha. Em đây mà, ở tuổi thanh xuân đôi mươi vẫn dịu dàng hoa rất tươi. Nhưng chắc em không nghĩ đến một ngày cánh hoa tan lúc tay khi em tỉnh giấc. Cố gắng làm mờ đi em, anh muốn xin số điện thoại của em được không? Em không có thói quen cho số điện thoại khách. Nếu như anh muốn kiếm em á thì anh gọi cho bác mama nha. Nhưng mà anh muốn bao em luôn thì sao?
Xin lỗi anh. Thường thì sau khi xong công việc á, thì em sẽ muốn sống cuộc sống của mình. Em không có muốn bị ràng buộc một thứ gì cả. Nên là anh thương em thì anh ghé ủng hộ em nha. Chào anh. Ủa anh, lên xe chở về nè. Thôi, tôi tự về được rồi. Sao vậy, lên xe chở về cho, có gì đâu mà. Lì thiệt luôn á. Thì đã lỡ mất công rồi, giữ chặt nha, xe mới mua á. À, em tới công chuyện luôn. Bị gì vậy? Có gì đâu, tháng hơn 2-3 lần chơi vậy. Quê nhà, đang chở gái nha. Ê, nó được, tranh thủ không tắt máy á. Ờ, vậy thôi khỏi lúc đi. Hả? Có một cái công an bắt cũng vậy à. Rồi ông chặt nha, đi á. Anh đi ăn không? Tôi chả anh đi ăn. Thôi tôi ăn rồi. Ok, bún bò hắn tiếng nha. Ơ, các anh này. Rồi, anh ăn đi. Ủa, sao anh không ăn? À, tôi ăn thịt nhiều mất công mập, ba giảm cân. Ờ... Nói chơi á, anh ăn đi. Anh ăn là tôi vui rồi. Sao thấy anh có buồn buồn vậy? Bộ có chuyện gì hả? Ờ, đâu có gì đâu. Tôi thắc mắc vậy nè. Sao hồi đó anh theo nghề này vậy? Tôi thấy người như anh đâu có hợp với việc này đâu. Thì hồi trước á, là ba mẹ tôi mất sớm. Xong thì anh hai tôi nghiện ngập, lúc tỉnh lúc mê. Rồi một hôm, anh làm những cái chuyện mà tôi không ngờ tới được. Tôi có kêu cứu á, nhưng mà không có ai cứu hết. Tại vì người ta sợ liên lụy. Nhưng mà hơn là hôm đó có báo mama tới để giúp tôi. Rồi kể từ đó tôi mang báo mama một ân huệ. Nên tôi muốn theo báo mama để trả ơn á mà. Nhưng mà anh không sợ người ta nói này nói kia hả? Lỡ vợ của khách biết thì sao? Thì trước giờ tôi làm việc chỉ qua khách sạn thôi, không có dây dưa ra ngoài. Đó là quy tắc làm việc của tôi đó giờ rồi. Với lại á, tôi sống với lương tâm của mình, đâu có làm sai điều gì đâu. Cái này á là người ta tự tới với tôi, chứ tôi đâu có đi dụ dỗ hay gì đâu mà sợ. À, cũng phải ha. Thôi anh ăn đi, ngồi giờ. Ăn đi. Anh đã không quan tâm đến em, tình yêu anh trao cho nhiều người khác, mà đâu biết lâu nay em luôn bên anh yêu anh. Giờ anh xin em hãy cố quên những gì mà đôi ta đã có nhau. Khép lại một quá khứ khi nước mắt em nhiều lần tuôn rơi. Một người gian dối như chính anh chỉ mang cho em thêm nhiều đau đớn. Đừng khóc nữa, xin hãy quên anh, một người không tốt. Sẽ có một người khác yêu em tốt hơn, một người xứng đáng chẳng tồi tệ như anh. Một người luôn biết yêu thương
trai? Hài lòng không anh? Ok á. Nhưng mà con bé mới vô làm hay gì mà thấy nó hơi ngại vậy? Dạ đúng rồi. Bởi em nói với anh rồi, ở bên em á, tất cả đều là hàng mới tuyển hết. Em mới tuyển từ dưới quê đem lên trên đây, phèn từ dưới chân lên tới trên đầu, đưa qua cho anh trai thưởng thức. Em không sao. Cái gu của anh á là mấy đứa rồi rồi ấm ấm gì nè. Trắng trắng là anh liếm từ đầu đến chân không trừ một chỗ nào hết trơn. Bởi vậy anh trai hài lòng vậy là em vui rồi. Mai mốt nhớ dẫn anh em qua ủng hộ em nha. Nhưng mà có khuyến mãi gì không chứ? Trời, hàng toàn hàng mới, hàng ngon vậy mà khuyến mãi sao được anh trai. Chắc ở đây chỉ có mình em là hàng khuyến mãi nè. Mấy em làm cho anh nha. Thôi bớt giỡn đi. Má này, má làm lố à. Em được hôn anh. Thôi đi. Nhìn hai người á, tôi ngán phở quá. Đổ nản. Anh trai, mày muốn nghe chơi nha anh trai. Anh trai, anh bỏ qua một cơ hội đáng giá ngàn vàng luôn. Mày ngàn vàng hay là đại tràng? Má này, giận má luôn á. Nè, mới có mấy tuần thôi á mà con đã hòa nhập như vậy là nhanh lắm đó nha. Cố gắng lên con. Sau này mama sẽ cho con đi mấy cái show khác lớn hơn. Dạ cảm ơn mama. Con sẽ cố gắng hết sức. Dạ thưa mama con đi. Giỏi đó. Bé coi vậy mà ngoan ghê. Mama. Cái gì nữa? Sao mỗi lần mày kêu tên tao là tao nổi da gà hết trơn. Nãy con nghe mama nói là có mấy cái show lớn đúng không mama? Cái gì? Thì sao? Mày đừng nói với tao là mày tính. No. Con nào dám tham lam gì đâu mama. Mấy cái show lớn á, mama cứ cho mấy em đi. Còn mấy cái show mà nhỏ nhỏ bé bé, mama chừa cho con nha. À mama này, mama nghĩ con nên đi đổ nghệ danh nha. Như là Trinh xinh đẹp, Trinh trong trẻo. Nghe, đã lắm. À, được rồi. Tao nghĩ tốt nhất là mày nên giữ cái nghệ danh là Trinh Chỉ đi. Tại vì á nhìn mày á không khách mà dám đi hết trơn á. Mày đừng có tính tới cái chuyện đổi nghệ danh nữa. Mày có đổi như thế nào chăng nữa thì cũng không có tới lượt của mày đâu. Ha? Ủa, chứ tới ai? Tất nhiên là tao. Báo mama này rồi. Trời ơi, còn gì nữa đâu mà không với sầu. Còn gì nữa đâu mà sầu với nhớ. Ơi là trời, người ta có số lớn người ta đi, còn mình xinh đẹp như thế này. Trời, đây. Thiệt tụi nghe mà nhức cái tên đúng không? Mày muốn đổi nghệ danh đúng không? Tao nghĩ ra cái tên này cũng hợp với mày. Em biết luôn đó. Trinh Bí Bì đúng không? No. Cái tên đó còn xấu hơn cái tên Trinh Đại Tràng nãy báo hoa đặt nữa. Tên ấn tượng tao đó. Nhưng mà tao nói vậy thôi chứ tao thương mày đó. Tao nghĩ coi. Ở đây nè, nếu có mày thì tao sẽ lau chùi nhà cửa. Thì ok, cái đó là cũng được, cũng bình thường. Nhưng mà nghĩ coi, lượm bắt cô số của khách, đồ khách đục lại, quần slip. Nếu không có mày thì tao sẽ dọn. Bởi tao thương mày lắm người ơi. Thương quá em. Mà giờ ngày nè, tao thử mày sâu nách một cái, biết ra cứu được. Xô nách. Ừ. Tao biết mày trên gì vậy? Trinh Lộc Công. Trời. Nè Phương, nghe nói hôm nay mama khen em đúng không? Dạ. Ngon luôn, nay trở thành best seller của khách sạn rồi. Mấy chị quá khen. À, mà
Phương, hôm bữa chị thấy em đứng trước cửa đưa tiền cho ai vậy? À, là bạn của em thôi chị. Ờ, mà sao em lại đưa tiền cho anh ta? À, không có gì đâu chị. Ờ, à, thì chị cũng không có muốn xen vô chuyện của em nhiều. Nhưng mà em nên cân nhắc nha. Tại vì á, chị nhìn anh ta chị thấy không có tốt lắm đâu. Dạ, em biết rồi. Mà ê tụi bay, ê, mai có đứa nào được mai kêu đi tiếp khách biết không? Có. Ừ, rồi có đứa nào đi không? Chắc tao đi á. Em cũng đi. Ừ, mày sao? Không ăn thua lắm. Mày lúc nào cũng vậy. Tình cờ vậy, lên xe chở đi nè. Trời ơi, ông cũng xiên quá ha. Gì chứ, mấy chuyện dạy gái tôi dạy tới công chuyện luôn. Không, nhưng mà tôi chỉ dạy có mình ảnh thôi chứ mấy người khác không có nghe. Thôi đi, dẻo mồm dẻo miệng quá. Dạ alo. Hả? Nội tôi nguy kịch hả bác sĩ? Dạ 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 dạ. Dạ tôi tới liền. Quảng, bà nội tôi chở bệnh nặng, bây giờ là tôi phải lên bệnh viện ngay. Quảng về Quảng nói với mama là tôi không tới được nha. Không, anh lên xe đi, tôi chở anh đi luôn. Ờ, cũng được. Nhưng mà Quảng đừng có nói với mama là bà nội của tôi bệnh nặng nha. Nói là tôi bận công chuyện gì đó hoặc là bịa đại một câu chuyện nào đó đi cũng được. Vậy nha, để tôi vô lấy đồ đi. Ờ. Vậy sao ta? Alo. Dạ alo, báo mà mẹ. Chuyện gì? À, con Ánh nó chắc nó này em đi làm được đâu, con phải chở đi bệnh viện. Nó bị sao vô bệnh viện? Dạ nội nó bị phải, nó bị nội soi gì á. Nó làm gì mà phải nội soi? À. Nội soi nội soi chỉ. Trời ơi. Rồi mày chở nó vô mổ chưa? Đang trong toilet đang cho ai ô phải đang đi bệnh viện. Mama làm con gối quá. Dạ cô biết rồi mama. Ừ thôi mày chở nó đi lẹ lẹ đi, nhớ chăm sóc nó cẩn thận vô nha. Rồi dạ. Ê đi. Tôi mới nói xong nhỏ lớn không biết nó xạo không biết nói gì sao luôn á. Dạ đi nha. Ơi ngoài đầu xe nữa. Ngồi cẩn thận nghe. Tới công chuyện luôn á. Ôi sao mà cái phố Hoa Kiều này hết đại tràng tới chỉ không là sao ta. Thôi mày đừng đụng tao nữa. Ghê quá, sợ lây lắm. Bận nói ba ba thiệt. Ba ba kỳ thị con hay gì á. Suốt ngày cứ ghẹo con không à. Giận ba ma luôn, không chơi ba ma nữa. Ghê quá. Lấy ra đi. Ma ma gì hết sức vậy á. Bóp chân cũng mệt cũng chết. Cứ kẹo ghẹo hoài à. Không biết có chuyện gì với chị Ánh nữa. Kệ đi, nhà này có lắm chuyện phải lo. Ủa mà mình cần phải trang điểm kỹ vậy luôn hả chị? Không, tao tiếp khách VIP nên mới phải dạy. Ủa, chứ không phải chị đi tiếp khách cho mama hả? Không, tao mới quen ông này. Ông sụp lắm. Ủa mà chị thương đâu rồi ta? Sao sáng giờ không thấy đâu hết trơn á? Sao mày rất quan tâm chuyện người khác quá ha? Ờ thì chị em trong nhà không mợ nên em mới... Mày nên biết, sống lâu trong cái nghề này á, điều đầu tiên là đừng có nên nhiều chuyện và biết điều đi. Anh chẳng giờ đã tàn phai. Trách ta sao vô dụng quá, quyết rời xa quê nhà. Lạc chân giữa những ngã rẽ của cuộc đời, bỗng ngã khi những cám dỗ gọi mời. Những nỗi vui bao ngày ngôi của một thời đâu còn nữa. Chìm sâu dưới đây góc tối, mang vết
thể buông xuôi lao mãi theo chẳng tìm thấy lối ra. Lạc chân giữa những ngã rẽ của cuộc đời, vấp ngã khi những cam go gọi mời, những nỗi vui ngây ngô của một thời đâu còn nữa. Chìm sâu dưới đây góc tối, mang vết nhơ theo chân muôn đời, giống như con thưa thăm chẳng thể buông xuôi lao mãi theo chẳng tìm thấy lối chẳng thể buông xuôi lao mãi theo chẳng tìm thấy lối ra.